Đây là phim về ông chồng mất vợ, mất 399 đứa con, xong mất nốt đứa còn lại và phải đi tìm nó. Em thấy không, dạng san hô này là đỉnh nhất đấy. Người ta gọi đây là tà xùa dưới biển. Nhưng mà có nhất thiết phải ở một nơi view biển rộng thế này không anh? Em sợ lũ lắm. Mình là cá mà em. Với cả là anh muốn dành những gì tốt nhất cho con gái, chúng nó sẽ có nhà view biển mà không phải tham nhũng hay làm ăn bất chính. Thế anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? Một nửa bên này anh sẽ đặt là kẹo con, nửa bên kia sẽ là fan MU. Nhưng em thích cái tên Nemo cơ. Thế thì một đứa sẽ tên là Nemo, bớt một đứa kẹo con. Nhưng mà nhớ chúng nó không thích anh thì sao nhỉ? Anh à? có 400 đứa mà Nếu mà chỉ có một đứa thôi thì anh mới phải sợ Coral vào nhà đi Bỏ đống con đi Không sao đâu em đâu phải người nổi tiếng Không Ngoàm Bạch Bạch hư, Ôi không <laughs> Đoạn này khá hài vì Marlin thực sự rơi nước mắt dưới biển Con cá đã ăn hết trứng nhưng còn sót lại một quả Harry Potter Và vì lý do bản quyền nên nó sẽ tên là Nemo One eternity later. Sẽ đi học thôi, sẽ đi học thôi Ôi không đi học đâu Con là người đi học mà Oops Nemo bình tĩnh hóp bụng vào con có bị choáng váng ở đâu không không ạ mày điêu thế bố có mấy sọc ba mày điên ở tao ở dưới nước làm sao tao ba sọc được ơi từ 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 một hai ba ơ ừ ba sọc thật đi học thôi cầm chắc tay bố vào đấy nhá bố 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 đi học thì con có được gặp cá mập không bố 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 thấy những con cá khác thách thức cá mập bao giờ chưa bố thấy rồi nó gọi là xác tành ơ cá hề đấy anh em dốc gì đấy đi có một con cá voi bị thừa cân xong rồi cậu ta đến tìm thầy thuốc xong rồi được thầy chỉ cho một mẹo mẹo bé sau đấy thì con cá đuối này đến đó là thầy giáo kiêm xe buýt chở các em đi học thì phải Nimo chính ạ à, sướng phết ngày đầu tiên đi học đã được đi thực tế nhưng mà trước khi lên xe thì Nimo bị thầy hỏi và cậu thì hơi thiểu năng tại vì 8 tuổi rồi mà mới được đi học lớp 1 thế con tôi bị tật ở vây với cả là mẹ nó mất rồi nên là thầy phải đưa nó về nguyên vẹn để nó làm vợ tôi đấy nhá lần đầu tiên đưa con đi học mà anh bình tĩnh thật đấy có gì đâu đi học thôi mà lần đầu mà tôi biết chúng nó được đưa đến bờ hải dương là tôi cũng lo lắm cái gì cơ Nemo. Meanwhile, trong lúc đấy thì con cá đuối đưa cả bọn cá con ra bờ vực để tham quan và mải đọc thơ nên là mấy con cá nghịch nghịch này rủ Nemo đi nghịch ngu. Cái gì cái chúng mày? Đó là một con tàu đấy. Thằng nào không chạm vào con tàu là BD, nhưng tớ BD từ lúc đẻ mà. Nemo, ai cho phép con bơi ra biển sâu? Con chưa bơi mà. Con không được bơi. Thưa anh, tình huống này nhà trường hoàn toàn lo được, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Nemo tức vì bị bố coi thường, thế là bơi ra cái thuyền, chạm vào cái thuyền rồi bơi lại trong khi Marlin cáu ầm lên. Đúng lúc đấy thì cả lũ bị con người đánh úp. A, à, bố ơi cứu con con Marlin lao đến cứu con nhưng bị ngay một quả flash vào mặt trắng xóa Marlin muốn đuổi theo nhưng sự chênh lệch về khả năng tiến hóa không đứng với anh. Marlin ngoi lên ngục xuống nhưng mà không thấy, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai quan tâm. Bụp, con tôi họ bắt con tôi rồi. Con anh, con anh ở đâu? Có một cái thuyền. Thuyền á? Tôi biết thuyền. Thuyền anh giá khơi khi chân mây. Tôi không đùa đâu. Cá hề mà không biết đùa. Ok, đi theo tôi. Sao anh cứ đi theo tôi mãi đấy? Cô chỉ nói tôi cái thuyền mà. Thuyền nào? Có phải là... thuyền anh giá khơi? Có đùa tôi đấy à? Tôi xin lỗi. Trong tôi là cá bắp nẻ xanh nhưng mà thực ra tôi là cá vàng. Tôi hay bị mất trí nhớ. Cá mất trí nhớ? Thật mà cái này là di truyền trong gia đình mà gia đình tôi đâu nhỉ Thôi bỏ đi tôi sẽ tự đi tìm con một mình Ồ oh, hai chú cá nhỏ đáng yêu đang đi đâu đấy eh, Thực ra tôi có ba sọc nghĩa là tôi không đáng yêu lắm và tôi đang rất vội đi đâu mà vội mà vàng Bọn tôi đang có party này kính thưa quan viên hai họ kính thưa cái lọ độc bình Hôm nay chúng ta vui mừng khi có sự hiện diện của cá đỏ và cá xanh Đến với buổi lễ báo cáo thành tích không ăn thịt cá trong năm qua Tôi đã cai cá được một năm Người tiếp theo, tôi, 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 mấy cô nàng cá xanh, tôi là Dory, tôi chưa thực sự bao giờ ăn cá, không một chút nào á, à? không, kể cả nước mắm, ừ, wow, cực kỳ tốt, để ta rất yêu. Cái con cậu cam này thì sao? Ờ, tôi là Malin, tôi là một chú cá hề, cá hề á, cá hề chắc phải hái lắm đúng không? Ờ thì tôi cũng có một câu chuyện cười, có một chú cá cực kỳ thích hít đất và mọi người gọi cậu là Nemo, <laughs> hai vl là sao? Không, ý tôi là Nemo con tôi, nó bị con người bắt đi, lại là con người, cái bọn này tưởng bọn nó sở hữu mọi thứ, đặc biệt là người Mỹ và người Anh và Pháp trên này kính này ghi gì nhỉ? À, tôi không biết chữ, tôi không biết đọc. Đưa thử cho mấy ông cáo mập xem. Dory, đưa đây nào. Mùi gì mà như tiết canh ấy nhỉ? Cả nó lại mau. Chạy đi Dory, phải lấy lại cái mặt nạ. Cậu còn nhớ cái hồi ở chân châu cảng không? Là sao? có ai không cứu tôi với có cảm ơn này anh em có ai biết bố cháu ở đâu không ạ à? thế cháu thử liên hệ công ty sữa chưa nào không trêu cháu cháu đến từ đâu cháu ở ngoài đại dương à mà đấy là Dala kẻ hủy diệt hải sản món khoái khẩu của nó là sashimi về tay nói coi như bơi nửa vây vào thiên đường không không cháu phải về với bố kẹt mất rồi ôi không tất cả dừng lại hãy để thằng bé tự lo nhưng cháu có một vây bị tật ta thường thấy một người cụt hai chân đá bóng và ông ta ghi tận hát chích thoát rồi tối nay chúng ta sẽ kết nạp thằng bé cháu tên gì cháu là Nemo hôm nay chúng ta kết Kết nạp cháu Nemo và hội giấu con và buổi kết nạp chỉ là phụ thôi tại vì chúng ta có một kế hoạch trốn thoát cháu sẽ bơi vào trong làm hỏng máy lọc bể cá sẽ bẩn như phòng trọ chưa dọn sau tết chủ nhà sẽ phải dọn bể cá đó là lúc chúng ta trốn thoát cháu có làm được không chú cá Tất Nguyên cháu làm được meanwhile Nemo ơi Ôi không, tôi đang ở đâu? Trên mắt kính thôi rồi, ở dưới đó tối quá. Đừng sợ, tôi được dậy khi mình sợ cái gì đó. Chỉ cần hát nhạc của Jack là sẽ quên ngay. Gió ơi, xin đừng để em đi. Hãy mang em về trốn xuân thì... Hát theo tôi nào. Gió ơi, xin đừng... Thấy chưa? Có đom đóm kia, tôi bảo mà. Rách thiêng lắm. Ôi, Jack này răng lợi phát triển quá nhỉ. Mồm này mà đớp thì chắc là trả cho con cháu miếng nào. À! Trước mặt nạ kẹt rồi. Đọc đi, đọc đi Từ từ tôi đang lốt. Nha. Khoa tư mắm móm 36 hàng bài nha khoa tư móm 36 hàng bài nha khoa tư móm 36 hàng bài đồ hồi ra khỏi đây thôi 5 minutes later nha khoa tư móm 36 hàng bài nha khoa tư móm 36 hàng bài này Dory tôi nghĩ là tôi nên đi một mình từ bây giờ đi một mình là sao là chỉ có một mình tôi thôi thế thì đi một mình cùng nhau thì sao nghe này tôi đang cực kỳ vội mà cô thì cản chân tôi mặc dù là tôi không có chân anh đuổi tôi đấy à <laughs> Ê thằng kia, trêu gái à? Không không, thằng này trêu cô à? Tôi chả nhớ nữa. Cô xem đổi hình mắt chưa? Con gì đây? Con mẹ. <laughs> <laughs> hay đấy nào đường đi anh sao đấy không sao đâu tôi xử lý được vụ này các anh có biết 36 hàng bài đi đường nào không cứ thẳng hướng này mà đi thôi nhưng mà nhớ đến cái khe thì phải đi thẳng không được vòng lên trên này có chốt đấy ok nhớ rồi được rồi đi thôi em tôi có điều này quan trọng muốn nói Ờ ôi chỗ này đẹp đấy đi thôi cô điên à bên trong đấy trông như cái nhà của một thằng Wii bu ấy chúng ta phải bơi lên trên tôi nhớ là các cụ trong một giây nào đấy đã khuyên tôi một cái gì đấy cực kỳ quan trọng đấy là các cụ muốn cô lên thăm đấy ở ờ, sân tùng kia đâu anh ý bơi lên trên nhanh 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 thấy chưa ui mày qua thôi thùng mình mình nghe lời các cụ của cô có mà chết à đủ ta lạc vào rừng sứa rồi dory nghe tôi ai lao được qua đám sứa này nhanh nhất được năm lốp ngon tôi thắng rồi dory ôi không dory đâu tôi sẽ cứu cô ao 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 2000 years later. Wow, anh bạn còn sống này. Chuyện gì đã xảy ra đấy? Tôi thấy rồi anh bạn, anh lao lên, anh hô siêu, xong anh lại siêu, xong rồi anh xỉu luôn. Anh đang kể chuyện gì đấy? Chuyện của anh đấy, kẻ hủy diệt xưa. Ok ok, tôi đang vội lắm, tôi muốn hỏi dòng hải lưu đến hàng bài. Anh đang đi rồi đây. Ngon, cô bạn xanh của anh thì đang chơi với con tôi kìa. Chú kể chuyện tìm con đi. Chú sống ở cách đây xa lắm, ở chỗ đấy thì chó ăn đá, gà ăn sỏi, còn cá thì bị cá khác ăn mất. Rồi một ngày con chú bị bắt đi và thế là ông bố lao ra đại dương đánh nhau với ba con cá mập sau đó lặn xuống đáy biển sâu đá trên cút đồng rồi anh ta tìm đến dòng hải lưu mục tiêu cuối cùng là ba sáu hàng bài đấy con của anh ta tên là Nemo 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 tôi biết Nemo Nemo đâu cháu biết gì không bố cháu đang xới cả cái thái bình dương lên tìm cháu đấy ông ấy phang cá mập ông ấy phập cá heo và ông ấy đang tới ngay đây bố cháu tốt đấy chứ ơ à, ôi nó định lao vào cái máy lọc cả nó lại mau ôi không Nemo cháu ở đây này cháu làm được rồi ok nghe kế hoạch mới đây từ giờ thằng nào dọn nhà tao đánh cho mềm người phải để cho cái bể cá này bẩn như mấy cái thảm trên tiktok nghe rõ chưa Meanwhile. đến nơi rồi đó Marlin Anh phải lao vào cái vòng xoáy kia Anh thể nói câu đấy lại với bất kỳ ai xem người ta có làm thấy không Lao đi nói ít thôi à... Rồi quay ngược lại và bơi thẳng là đến hàng bài yes, sir Mà sao đằng trước mù đấy nhở Sapa dưới nước à Ê khoan hình như là tôi thấy chỗ này rồi Hình như nãy giờ mình đang đi vòng tròn Đừng lo tôi sẽ hỏi đường Anh bạn gì nhỏ nhỏ xinh xinh ơi Ê tôi không nghĩ anh bạn đấy nhỏ đâu À thì ra là một chú cá voi Tôi có quay một chú ở Thanh Xuân để tôi hỏi cho Anh bạn có thể đưa tôi đến ba sáu hàng bài được không anh không có tác dụng đâu cô không hề biết tiếng cá voi tôi có biết ok wow... uh, đờ không được tôi phải thoát khỏi đây chiêu đi anh bạn chiêu cái biểu chúng ta đang ở trong bụng của một con cá voi tỷ lệ tử vong phải tương đương với tỷ lệ vô địch của liverpool là bao nhiêu một trăm phần trăm làm gì câu chuyện đấy xảy ra Ê nghe hơi kỳ quặc nhưng mà cậu cá voi bảo là bơi xuống cổ họng đi thì tất nhiên nó bảo thế rồi nó đang muốn ăn chúng ta mà đi xuống Hà, đừng nói tiếng cá voi nữa, cô không biết tiếng cá voi, trông cô không khác gì một thằng thiểu năng đang hát nhạc Đức Phúc, nhưng cậu ấy bảo thả ra. Ui, thôi đành vậy. Ô, thoát rồi này. Chúng ta tới hàng bài rồi, đi tìm Nemo thôi much 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 later. WTF sao bể cá vẫn sạch? Thôi xong rồi, tôi quên mất ông chủ là vua Shopee, ông ta săn sale được cái máy lọc rồi. Thôi xong, con bé Đa La sắp đến, con này thích lắc túi lắm. Nhi mô cẩn thận, giả chết đi, giả chết đi. Meanwhile, anh có biết đường không đấy? Ở Hà Nội 30 năm cũng chưa chắc tôi hết phố cổ đâu. Ê, có con gà biết bay kìa. Gà vịt gì? Đấy lại con bồ nông, giữ chắc vào Dory. Hô, nhìn kìa, sáng sớm đã anh nhạc BTS, năng động thật để xuống tham gia cho vui vậy. Tôi phải đi tìm Nemo. Nemo? Ê ê, ê cái ông biết sứa này nhớ không? À, đi đâu rồi? Dừng lại, tôi biết con anh tôi bảo nhé nghe hơi ngu nhưng mà nếu muốn sống thì nhảy vào mồm tôi nhảy vào mồm anh là chết mà nhảy vào dạ dày tôi mới chết ok Nemo đâu Nemo đâu ôi không nó chết rồi quất ra khỏi đây con chim kia phải cứu Nemo anh em đâu tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp bỏ ra bỏ ra con cá kia mấy ngày mày ở đây hơi tốn cơm nhá về nhà đi con hay quá Nemo thoát rồi xin lỗi anh cá nhá tôi lại cố hết sức anh đi đâu ấy tôi về nhà mở Netflix xem đây Nemo đã chết rồi cho tôi đi với tôi không biết đường về nhà không phải việc của tôi thoát rồi bố ơi bố ơi cô gì ơi cô làm gì đấy cô đang đi với ai đấy xong mọi người đấy biến mất rồi cháu cũng đang đi tìm người cô đi cùng không được đấy chứ cô là Dory cháu là Nemo Nemo à bố bố à, bố cháu hay bố cô đấy bố cháu ok nhưng mà khoan cháu là Nemo đúng không Nemo oh đúng rồi Nemo rồi cô biết bố cháu đấy đi hướng này bố cháu biết kia, kia Nemo ôi oh, con tôi ôi oh, cảm ơn Chúa dù ông không giúp gì mấy nhưng bố ơi cô Dory bị bắt rồi chúng ta phải cứu cô ấy Nemo dừng lại con làm được mà tin con thường thì ta không tin đâu nhưng mà hết phim rồi tất cả mọi người hát theo cùng tôi nào gió, gió ơi, xin ơi xin đừng, đừng để em, đi. em đi. hay mang em, em đi. trốn, trốn xuống đi. hát to lên gió, gió ơi xin, ơi, xin đừng để Hãy mang em về trốn, trốn xuân Gió ơi xin Đúng rồi Yeah, thoát rồi Jack mua năm Con làm được rồi Nemo Con đã trở thành một đom đóm